Thưa quý vị, để tô điểm thêm cho mùa xuân thì không thể thiếu những loài hoa rực rỡ sắc màu. Trong không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại các nhà vườn trên địa bàn thành phố Tây Ninh trở nên nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu chơi hoa cây kiểng của người dân. Trên địa bàn thành phố Tây Ninh, nơi tập trung khá nhiều cửa hàng hoa, vựa hoa kiểng lâu năm. Đây cũng là nơi mua bán hoa cây kiểng thường xuyên của người dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi chậu hoa có giá từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng một chậu. Nơi đây, các vườn hoa phục vụ quanh năm, nhưng vụ hoa Tết Nguyên đán vẫn luôn được các nhà vườn mong chờ nhất. Thời điểm cận Tết, nhiều người dân bắt đầu lựa chọn hoa cây kiểng với mong ước một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và may mắn. Mỗi người có một phong cách riêng lựa chọn hoa cây kiểng phù hợp với bản thân để trang trí nhà, nơi làm việc của mình. Em chỉ tính mua loại cây mà kiểu có lá như là dương sỉ, trầu bà để về trồng và kiểu như là trang trí mấy cái góc trong nhà. Hiện tại thì bên em đang sẽ chọn một số loại cây có lá, chủ yếu là lá to để mà decor cho không khí ở khu vực nó mát mẻ hơn, tại vì đặc thù của Tây Ninh thì khá là nóng. Những ngày này, lượng khách mua hoa cây cảnh sẽ tăng so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các nhà vườn cơ sở kinh doanh hoa cây kiểng đã nhập nhiều loại hoa như hoa cẩm tú cầu, cúc mắt nai, hoa trạng nguyên, thược dược và yến thảo. Ngoài ra, còn các loại cây kiểng như bông giấy ngũ sắc, cây tắc kiểng và các loại hoa lan phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân. Thì cũng như năm ngoái thôi, người ta tập trung vô mấy cây, ví dụ như cây bông giấy nè. Bông giấy là trước Tết khoảng chừng một tuần, hai tuần là người ta mua sắm rất là nhiều bông giấy. Sau đó là tới cây kim ngân lượng nè, rồi bông thọ, bông cúc. Tết năm nay tình hình thì bán nó cũng giảm sút hơn mọi năm. Nhiều khi nhiều mặt hàng nó cũng xuống nhiều lắm. Em đây thì em bán hoa bốn mùa, mà ở đây thì em chuyên về hoa lan á. Chủ yếu Tết thì em mạnh về hoa lan, hồ điệp thôi. Thời tiết năm nay bất thường nên trồng hoa Tết cũng vất vả hơn. Ngoài việc chăm cây theo từng giai đoạn phát triển thì phải điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp theo thời tiết. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị, các nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa cây kiểng nhiều kinh nghiệm, cộng thêm thị trường chợ hoa xuân do các thương lái đem đến sẽ giúp cho người dân Tây Ninh có nhiều lựa chọn hoa cây kiểng như ý để trưng trong dịp Tết, điểm tô cho mùa xuân thêm tươi vui và nhiều màu sắc.